vốn ít có chăn nuôi được chồn mốc sinh sản không? Chăn nuôi chồn mốc cần bao nhiêu tiền? Xin chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Nông Lâm .net. Được sự quan tâm của rất nhiều bà con về số vốn cần thiết để đầu tư chăn nuôi chồn mốc là bao nhiêu, thì ngày hôm nay anh Nguyễn Văn Phúc, chủ trại chăn nuôi các loài vật hoang dã như chồn, giòn, rúi và trèo trèo, có địa chỉ tại Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, sẽ chia sẻ cho bà con số vốn cần thiết để chăn nuôi. Và nếu như bà con có mong muốn chăn nuôi chồn mốc nhiều hơn số vốn mình có, thì tại đây anh Phúc cũng sẽ có chính sách hỗ trợ vốn chăn nuôi cho bà con. Đương nhiên, để được hỗ trợ chăn nuôi thì bà con cần đáp ứng được một số yêu cầu của anh chia sẻ trong video này. Xin mời bà con cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phúc. Tôi là một chủ trang trại chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã, có các địa chỉ tại Hà Nội, Phú Thọ và Cần Thơ. Thì tất cả các cơ sở trang trại của tôi đang chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật như con cầy vòi mốc, con cầy vòi hương, con rúi Mã Lào Thái Lan, con rúi mốc lại Trung Quốc, con giòn và con treo treo. Thì hiện tại tôi đang đứng tại cơ sở nhất của tôi, có địa chỉ tại là xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Như bà con đã được biết thì là chồn mốc nói riêng và các loài động vật hoang dã mà trang trại tôi đang chăn nuôi nói chung thì đang được nhà nước khuyến khích cấp phép cho chăn nuôi. Thì nên là nhà tôi đã mạnh dạn thay đổi cách chăn nuôi từ những con động vật thông thường sang chăn nuôi con động vật hoang dã. Thời điểm ban đầu thì tôi cũng như rất nhiều người khác gặp rất nhiều những cái khó khăn bất cập, nhưng sau một quá trình dài chăn nuôi và tìm hiểu nó thì hiện tại thì tôi đã rất thành công với mô hình chăn nuôi con chồn mốc. Như bà con có thể thấy đây đó, đây là một góc nhỏ những con chồn mốc Barbie của nhà tôi đó. Thì nhà tôi làm tôi tự tin là một trang trại sinh sản lớn nhất nhì miền Bắc với các loại giống khác nhau. Hôm nay tôi đứng ở đây để chia sẻ cho bà con về bí quyết chăn nuôi thành công con cầy vòi mốc. Ngoài trang trại chăn nuôi này, anh còn có các trang trại khác ở Cần Thơ và Phú Thọ. Nếu như bà con muốn đến tham quan và tìm hiểu cách chăn nuôi của trang trại anh Phúc, thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để đến được trang trại gần nhất. Anh Phúc cho biết, trang trại của anh là một trong những trang trại lớn chăn nuôi chồn mốc sinh sản trên cả nước. Vì vậy, tại đây chồn có rất nhiều lứa tuổi khác nhau để bà con lựa chọn chăn nuôi. Nếu như bà con có số vốn nhỏ, thì có thể lựa chọn những con chồn như thế này. Tuy có lứa tuổi ít, phải chăn nuôi vài tháng thì chồn mới có thể lên giống và sinh sản lứa đầu. Nhưng những con chồn này đã được tiêm đầy đủ vaccine và đã có thể tự ăn uống, nên khi chăn nuôi tại nhà, bà con cũng đã nhàn hơn rất nhiều và tiết kiệm được nhiều chi phí con giống. Vậy cụ thể giá bán chồn mốc tại trang trại của anh Phúc là bao nhiêu? Sau đây, anh sẽ chia sẻ cho bà con về giá bán các lứa tuổi chồn mốc tại trang trại của mình. Tôi là một người nhà nông đứng lên chăn nuôi con này, nên tôi hiểu được cái tâm lý ban đầu của người chăn nuôi, đó chính là nhìn thấy kinh tế nó phát triển nhưng mà bà con vẫn đang e ngại với cái số vốn đầu tư ban đầu vào nó cao. Thì hôm nay tôi đứng đây tôi sẽ khuyên bà con là với những bà con mà số vốn ít thì bà con hãy có thể là tham khảo với những con chồn nhỏ như này. Với những con này thì nó đã có thể là độc lập, hoàn toàn độc lập, ăn uống, ngủ nghỉ và đã tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine rồi, nên bà con có thể là an tâm về chăn nuôi. Nó sẽ giúp bà con là giảm thiểu khá nhiều cái chi phí ban đầu, giúp bà con là tiết kiệm được hơn và bà con nhanh thu hồi vốn hơn. Cái thứ hai về điểm mạnh của bọn này nữa là chính là chúng đã hoàn toàn ăn uống như những con trưởng thành. Nó là những con mà những con này nhà tôi đang được là 3 tháng tuổi, nên bà con chăn nuôi sẽ tiết kiệm hơn. Tiếp theo thì tôi xin được phép công khai giá bán chồn mốc Barbie nhà tôi tại trại sinh sản của tôi đang là bao nhiêu. Thì để giải thích cho bà con là số vốn ít là cụ thể là bao nhiêu, thì tôi xin công khai giá là với những con chồn mốc 3 tháng tuổi như này, nhà tôi đang bán với giá là từ 7 cho đến 8 triệu đồng một con, để cho
bà con bước đầu chăn nuôi được giảm thiểu chi phí hơn. Đó. Thì vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho bà con những cái kinh nghiệm và kỹ thuật để bà con chăn nuôi con chuồn mốc này được thành công và phát triển kinh tế. Thì nếu bà con nào còn những điều thắc mắc mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về loài vật nuôi này thì bà con có thể là liên hệ trực tiếp với tôi, hoặc có thể là đến trực tiếp các cơ sở của tôi trên khắp tỉnh, các tỉnh thành cả nước, để bà con có thể là gặp trực tiếp tôi, để tôi có thể là tư vấn cho bà con những cái mà kỹ thuật sâu hơn, cũng như là các cái hiểu biết của tôi về loài vật này. Thì ngoài ra, khi bà con bắt giống tại trang trại của tôi thì tôi có những cái chính sách, thứ nhất là bảo hành con giống cho bà con, thứ hai nữa là hợp đồng bao tiêu dài hạn cho bà con, thứ ba nữa là chính là cái giấy tờ pháp lý cung cấp cho bà con về để bà con chăn nuôi được hợp pháp hơn. Trong quá trình tư vấn và giúp đỡ bà con chăn nuôi, anh Phúc nhận thấy một vấn đề: có rất nhiều bà con đã chăn nuôi lâu năm nhưng chỉ loanh quanh với quy mô nhỏ lẻ mà không thể phát triển được do số vốn ít, không tái đầu tư được. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã quyết định đưa ra một chính sách, đó là hỗ trợ vốn chăn nuôi cho những bà con đã có đầy đủ kinh nghiệm. Chính sách này hỗ trợ vốn cho bà con lên đến 100%. Để hiểu rõ hơn thì bà con hãy liên hệ với anh Phúc qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn về chương trình này. Trong nhiều năm chăn nuôi con chuồn mốc này thì tôi cũng đã gặp được rất nhiều trường hợp là bà con đã có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết về cách chọn con giống cũng như là kỹ thuật chăn nuôi con chuồn mốc, nhưng bà con vẫn không thể mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi của mình vì lý do thứ nhất là kinh tế. Đó, vậy nên là để thấu hiểu được cái tâm tư đó thì trang trại tôi sẽ hỗ trợ vốn 100% cho những bà con mà thực sự đã có đầy đủ kinh nghiệm về chăn nuôi con chuồn mốc, để bà con được có cơ hội và mở rộng quy mô trang trại của mình. Để được trang trại hợp tác cũng như là hỗ trợ vốn 100% thì bà con hãy đến trang trại để trang trại có thể là trao đổi kỹ hơn về các cái hợp đồng cũng như là bàn giao kỹ thuật con giống cho bà con. Trang trại chúng tôi có địa chỉ tại là xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Khi quyết định chăn nuôi chuồn mốc thì bà con cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, thận trọng. Cách tốt nhất là bà con cần tìm đến cơ sở chăn nuôi chuồn mốc sinh sản như của anh Phúc đây, thì sẽ được những người có kinh nghiệm tư vấn cho bà con chăn nuôi đúng nhất. Vậy làm như thế nào để biết được đây có phải là trang trại nuôi sinh sản hay không? Thì nhất định bà con cần phải đến tận nơi để quan sát và cảm nhận trực tiếp từ trang trại. Nếu thấy có đầy đủ chuồn bố mẹ, chuồn con, khu vực chăn nuôi sinh sản, khu vực chăn nuôi chuồn con hay chuồn giống thì đây là dấu hiệu của một trại sinh sản. Nếu như bà con không thận trọng trong khâu lựa chọn con giống thì khi chăn nuôi tại nhà rất khó khăn. Và đây là chia sẻ của anh Phúc về cách lựa chọn được một con chuồn giống chất lượng. Cây vòi mốc đó là con động vật hoang dã mà đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng một số bà con vẫn chưa thể nắm bắt được những cái kỹ thuật cơ bản nhất, nhưng mà nó lại là phần quan trọng nhất của việc chăn nuôi loài động vật này. Thứ nhất đó chính là cái cách quy cách bà con chọn con giống. Điều đầu tiên để bà con chọn được con giống tốt đó chính là bà con phải tìm được đến những trang trại sinh sản thật. Bằng cách như nào thì bà con có thể quan sát thấy là khi bà con đến tham quan trang trại thì bà con phải được ngắm nhìn những con chuồn mốc con, hay còn gọi là chuồn mốc Barbie. Như bà con có thể thấy đây, đây là những con chuồn mốc Barbie nhà tôi. Đó, những con này là mới tách mẹ được 1 tháng tuổi thôi. Đó, thì những con này, khi bà con nhìn thấy những con chuồn mốc này thì bà con mới có thể khẳng định được là đây chính là trang trại sinh sản thật mà bà con có thể gửi gắm niềm tin cũng như là của cải của bà con vào để tìm mua giống. Còn về cách chọn con giống cụ thể thì nhiều bà con cũng đã tham khảo qua những các cái nền tảng trên mạng xã hội thì bà con có thể nắm bắt được. Thì tôi xin được chia sẻ lại như sau. Thì chủ đạo thì bà con vẫn phải nhìn được cái hình thể con chồn, đó là chắc mình dài đòn và tứ chi không bị tật lỗi, phát triển đều đầy đủ. Và bà con phải nhìn được cái hình dạng của nó, con chồn đực phải dài người không to, và con chồn cái chỉ cần thon gọn, và nhìn rõ bộ phận sinh dục
là bà con có thể là tự tin là bắt nó làm giống được rồi. Có không ít bà con hiện nay đã mắc phải trường hợp đó là chăn nuôi chồn mãi không đẻ, thậm chí là mua chồn giống, chồn hậu bị hay thậm chí là chồn đang mang bầu, nhưng sau một thời gian dài chăn nuôi mà không thấy chồn sinh sản. Vậy nguyên nhân do đâu? Đây là thắc mắc của rất nhiều bà con gửi đến anh Phúc. Anh cho biết vấn đề này sẽ có nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng tới chất lượng chăn nuôi của bà con. Nhưng đầu tiên, bà con không nên quá tin tưởng vào bất kỳ trang trại nào mà phải tận tay mình lựa chọn con giống, tìm hiểu trực tiếp và khi đến với trang trại của anh Phúc thì bà con sẽ được trực tiếp làm những điều này để đảm bảo rằng những con chồn mình lựa chọn là những con chồn chất lượng nhất. Sau rất nhiều năm quá trình chăn nuôi con chồn mốc thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của những bà con đã từng chăn nuôi con chồn mốc mà bắt ở trang trại khác. Bà con có phàn nàn với tôi là bà con đi bắt ở trang trại khác mà về nó không sinh sản hay là không có bắt những con bầu nhưng về không thấy đẻ. Thì tôi cũng chia sẻ với bà con là có thể bà con đã đặt niềm tin nhầm vào chủ trang trại. Đấy. Nếu bà con mà muốn chồn nhà mình sinh sản thật và đẻ thật sẽ đẻ sai thì bà con hãy lên đến những trang trại mà chủ trang trại họ có thể mời bà con tham khảo những loại con giống ở tất cả các loại tháng tuổi, từ bú mẹ đến tách mẹ, rồi trưởng thành, rồi những con đang ghép đôi. Thì đó là những trang trại mà họ có đủ kinh nghiệm, kỹ năng để ghép đôi phối giống cho chồn, giúp chồn sinh sản tốt và phát triển kinh tế gia đình. Thì bà con hãy lên đến đó học hỏi và tham khảo và bắt giống ở những trang trại đó thì bà con sẽ được sự yên tâm hơn. Nếu như bà con đã nắm vững được kỹ thuật chăn nuôi thông qua việc tìm hiểu và chăn nuôi trực tiếp tại các trang trại và đã lựa chọn được những con giống chất lượng như anh Phúc vừa chia sẻ thì chắc chắn khả năng thành công của bà con là rất cao khi nuôi chồn mốc, vì để chăn nuôi được chồn mốc thì chi phí rất thấp từ thức ăn cho đến chuồng trại chăn nuôi. Về thức ăn chăn nuôi của chuồn mốc thì con chuồn mốc nó khác với những con vật khác ở một điểm mạnh rất là hay, đó chính là chuồn mốc sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào thức ăn công nghiệp như là cám bã. Thay vào đó thì chuồn mốc sẽ ăn chủ đạo là chuối và cháo. Thì chuối thì bà con có thể là mua những chuối xanh về để ở trong chuồng nhà mình và tự chín. Còn cháo thì bà con hãy linh động sang bữa cháo cổ gà, bữa cháo cá, bữa cháo thịt băm. Đó thì bà con có thể là cho ăn. Đó là cái điểm mạnh giúp con chuồn mốc mà nó phát triển kinh tế mạnh mà không bị tốn quá nhiều chi phí về chăn nuôi. Về chuồng trại nuôi nhốt chuồn mốc thì như tôi sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ tận dụng những cái chuồng trại hoặc là những cái nhà hoang cũ mà nhà tôi không dùng đến. Tôi cải tiến thiết kế thành một cái lán trại nuôi nhốt. Tôi khi thiết kế chuồng thì tôi chỉ quan tâm hai yếu tố, đó chính là không để chồn quá nóng và không quá lạnh. Thứ hai nữa là đặc tính của chồn mốc là ưa bóng tối, vậy nên là tôi sẽ thiết kế cái lượng ánh sáng trong chuồng nó không cần quá là nhiều để giúp con chồn nó cảm thấy là nó giống điều kiện ngoài tự nhiên của nó hơn, sẽ giúp nó sinh trưởng tốt hơn. Và bên trong cái chuồng nuôi nhốt thì hiện nay thì đang có hai kiểu chuồng. Thứ nhất là kiểu chuồng xây và bắt vít. Kiểu chuồng này thì có điểm yếu chính là nó sẽ cố định một nơi, sẽ không di chuyển lại được. Nhưng có điểm mạnh đó chính là nó sẽ giúp những con sinh sản mang bầu hay những con đang chăm con nhỏ sẽ có một không gian yên tĩnh nhất để giúp cho chúng tĩnh tâm để mang thai và nuôi con nhỏ. Còn kiểu chuồng thứ hai đó kiểu chuồng là hàn khung bắt vít. Thì kiểu chuồng này sẽ thích hợp mà nuôi những con chồn Barbie như này, thì nó sẽ là được thoải mái, linh hoạt, linh động hoạt động trong khu vực đấy, và bà con có thể nhốt số lượng chồn trong chuồng được nhiều hơn, giúp chồn có thể là ganh nhau ăn và nhanh lớn hơn. Vừa rồi anh Phúc đã chia sẻ tới bà con cách chăn nuôi con chồn mốc. Bà con nào muốn tìm hiểu chăn nuôi giống chồn mốc này thì hãy đến trực tiếp trại của anh tại Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội để được tìm hiểu cách chăm sóc chăn nuôi. Bên anh Phúc còn có đầy đủ trang thiết bị để cho bà con ở lại học tập chăn nuôi.
Khi bắt con giống về chăn nuôi, sẽ được cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, có hợp đồng bao tiêu đầu ra, hợp đồng bảo hành con giống. Bên cạnh đó, anh Phúc còn hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành với bà con trong quá trình chăn nuôi. Quý bà con hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình video để được trao đổi cụ thể. Nông Lâm.net xin kính chúc bà con thành công.